Giờ mình quay một số mặt hàng mà phụ kiện nồi chính hãng nha các bạn. Hôm nay mình cũng quay nhanh thôi. Ví dụ như CDS Jupiter bình xăng con 18 răng nè bạn. Các bạn mua cái chuông zin như thế này, các bạn lắp thì có hai phương án cho các bạn lựa chọn. Các bạn lắp nguyên cụm đế, cụm đế chính hãng nha bạn. Cụm đế chính hãng mình bán chính hãng biết rồi, quen rồi. Thì ai mua hàng mình thì biết. Còn cái lá bố nè, năm lá bố chính hãng, chính hãng mà Yamaha đang xài á là chính hãng. Lỡ bố này phíp nhựa thì những cái bố mà loại tốt trên thị trường á thì nó đã trên trăm rồi. Cái bố này là 200.000 nha các bạn, vì các bạn cầm trên tay các bạn đã thích rồi. Thì một là cái phương án như thế này nè, nó cụm nè, nhiêu đây thôi là cái bộ xi của bạn rất là ngon. Nó nhiêu đây nè, còn hoặc là cái cụm gì nè, bố lẻ là cái hình như thế này nha các bạn. Cái hàng mẫu mình đâu rồi, bố lẻ nè, nó bố lẻ là như thế này đó. Bố lẻ rồi lá bố. Bố lẻ mà mình đã gửi cao su chính hãng rồi các bạn khỏi lo. Cao su chính hãng luôn nha, bố lẻ cao su chính hãng. Rồi nè. Đó. Thì nó lệch nhau là 140 nha các bạn. Nó lệch nhau 140. Thì bộ này thì mắc hơn bộ này 140, là nguyên cái khung đế rồi cao su ấy, còn cái này rẻ hơn 140. Thì các bạn cân nhắc là những xe đẹp thì các bạn giữ đế lại mình tiết kiệm thôi. Rồi. Đây là bố ba cục dài của quay rim nè, nó rất là đẹp nha các bạn, nhìn thôi là sắc nét rồi. Rồi lá bố chính hãng của quay rim mình nè, quay rim nói chung xài chung luôn, cả quay ếch quay gì cũng được. Vành chuông đinh tán là như thế này, các bạn gì các bạn làm một lần thôi, không bao giờ giật, nghĩa là thợ là lấy tiền là không bao giờ khách quay lại. Còn khách sửa xe, khách hàng mà mua rồi á, làm đúng lần một, không có làm lần thứ hai. Rồi mình chỉ nói vậy thôi. Ngày nay cũng mệt các bạn, nói hết nổi rồi. Đó nha các bạn, quá đẹp. Đó, si là si du bình xăng con, gọi là si bình xăng con, ngay cái si đầy đầu là xe chung bộ này. À, mình giới thiệu vậy đó. Còn CFI là cũng cái phiên bản giống như vậy nha bạn, CFI giống như vậy mà nó mắc hơn. Là 100.000 là do cái bố nó mắc thôi, cái bố lá nó rất là đắt tiền. Mình quay lại cho bạn xem. Phát là ăn ngay nha bạn, khỏi lo gì hết, không có giật giả gì luôn nha bạn, không có giật bất kỳ gì hết. Đó, si nè, cụm nè, cụm thì mắc hơn bố lẻ nè. Cụm thì mắc hơn bố lẻ, cái lá là mình để tương đương lá là ở đây nha bạn. Mắc hơn. Nè lá nè. Nè. Cụm mắc hơn này 140.000 thì nói chung là các bạn không rảnh thì ghép cụm trở lại, mình thấy mua cụm là lợi nhất nha bạn. Đây là những cái sản phẩm chính hãng nha bạn, vừa gáp một phát ăn ngay. Mình nhắc lại biết bao nhiêu lần rồi đừng hỏi mình. Tại vì công việc mình nhiều các bạn, nhiều khi các bạn qua mình không có thời gian đâu ấy, tốn tiền ship 30.000 đi ship tới nhà coi không thích trả hàng. Rồi xong. Nhớ đừng bơm hàng các bạn, có cái lồng đặt thôi. Mình nghe mình nói vậy cái đặt tờ lưa cái bơm hàng mỗi cái đơn mà quay đầu là mình tốn gần 70.000 tiền cước á.